Xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu bóng chuyền giữa hai đội tuyển. Lớp mấy em? Lớp 9 mấy? 9D và 9A. 9D là bên này đúng không em? Còn em là 9A. Sân. Sân bên nào? Sau khi bốc thăm thì lớp 9A chọn phần sân phía bên tay phải em là nhỏ các bạn. Chúng ta thấy là hai đội đã bắt đầu vào sân. Giữa 9A gặp với 9D. Hiệp thứ nhất, 9D phát bóng. Phát bóng hỏng. 9D phát bóng không qua lưới, điểm cho 9A 1-0. Coi Phan Đình Phùng nó đấu y như người lớn vậy thầy. Trời rất đẹp. 9A phát bóng răng không qua lưới, điểm cho 9D 1-1 đều. Trọng tài bàn đó là ba cô giáo của trường Hoàng Văn Thụ. 9A đánh bóng tốt. Điểm cho 9A. Đỡ bóng hỏng, điểm cho 9A 2-1. Chín dê đánh bóng không qua lưới, điểm cho 9A 3-1. Chín A đánh bóng không qua lưới, điểm cho 9D 2-3. Chín D phát bóng ra ngoài, điểm cho 9A 4-2. Chín D đánh bóng ra ngoài, điểm cho 9A 5-2. Chín A đánh bóng chạm lưới, điểm cho 9D 3-5. Chín E đánh bóng không qua lưới, điểm cho 9D 4-5. Chín D đỡ bóng ra ngoài, điểm cho 9A 6-4. Chín D đỡ bóng hỏng, điểm cho 9A 7-4. Chín A phát bóng ra ngoài, điểm cho 9 dê 5-7. Chín A đỡ bóng hảo, điểm cho 9 dê 6-7. Phát bóng tốt, điểm cho 9 dê 7 đều. 9D phá bóng tốt, điểm cho 9D 7-7. Chín A bỏ bóng tốt, điểm cho 9A 8-7. Oh.
Rồi giảm bớt cho coi. Chín dê đỡ bóng hỏng, điểm cho chín A. 9-7. Chín dê đỡ bóng hỏng, điểm cho chín A. 10-7. Thank you.
điểm cho chiến 16, 18. Điểm cho 9A 19 17. Thank you.
Rất là gây cấn, rất là gây cấn. Kết thúc trước thì 27-25 thì 9G đã chiến thắng set thi đấu thứ nhất. Chúc mừng lớp 9G. Chúng tôi xin phép được khép lại cái video này ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ. Bye bye nha. Chúc lớp 9A sẽ chiến thắng set thi đấu thứ hai.